Lữ đoàn Azov của Ukraine tung video phá hủy đoàn xe tăng của Nga. Ukraine công bố đoạn video ghi lại cảnh lữ đoàn Azov của nước này chặn đoàn xe tăng Nga tấn công ở mặt trận Đông Bắc. Cuối tuần qua, lữ đoàn Azov, hiện thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine cho biết các thiết bị trinh sát của Kiev đã nhằm vào một đoàn xe bọc thép và xe tăng Nga tiến vào thành phố Kramina ở chiến trường Đông Bắc. Các binh sĩ của lữ đoàn Azov số 12 và lữ đoàn tấn công đường không số 95 đã chặn đứng đoàn xe Nga gần làng Techni, lữ đoàn Azov thông báo. Cơ quan báo chí của Azov cho biết lực lượng Nga đã mất 11 thiết bị và lưỡi đoàn Ukraine tịch thu một xe tăng T-72B2M từ Moscow. Azov nói rằng Nga mất 50 binh sĩ. Đoạn video cho thấy UAV tự sát Ukraine lao tới một đoàn xe đi trên đường, sau đó các vụ nổ vang lên và các xe bị hỏng. Nga chưa bình luận về thông tin do phía Ukraine cung cấp. Newsweek chưa thể xác minh tính chính xác của đoạn video. Lực lượng Nga đã dần dần tiến về làng Techni, Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ gần đây đã đánh giá quân đội Moscow cách ngôi làng khoảng 700m. Quân đội Ukraine hôm ngày 7 tháng 4 cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Nga xung quanh làng Tekni trong ngày hôm qua. Nga đã cố gắng xuyên thủng hàm phòng ngự của quân đội chúng tôi, Kiev nói trong một tuyên bố. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga vào cùng ngày cho biết họ đã đẩy lùi hai cuộc phản công của các nhóm tấn công từ lữ đoàn tấn công dù số 95 xung quanh Tekni theo Newsweek, Ukraine gần đây đã tuyên bố chặn đứng các cuộc tấn công quy mô lớn bằng xe tăng thiết giáp của Nga ở mặt trận Donbas. Dưới quan sát nhận định, diễn biến này cho thấy Nga dường như đã lặp lại sai lầm ở giai đoạn đầu của cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua, dù Moscow đã chiếm thêm lãnh thổ thời gian gần đây. Chuyên gia Bryden Spooling từ tổ chức RAND của Mỹ cho biết, có một số điểm tương đồng giữa cuộc tấn công của Nga gần Donetsk, Donbass với những cuộc tấn công của Nga vào thời kỳ đầu cuộc chiến, Điều đáng ngạc nhiên là đội xe tăng và thiết giáp của Nga ở Tonek chủ yếu sử dụng một con đường duy nhất và dường như không sử dụng bãi đất trống ở hai bên và phân tán lực lượng ra, mặc dù có vẻ như một số phương tiện đã cố gắng phân tán khỏi đội hình, ông nói. Theo chuyên gia này, binh sĩ Nga dường như lo ngại về địa hình bùn lầy hoặc trận địa mìn của Ukraine. vì Nga tập hợp một lực lượng đông đúc vào một khu vực dễ dàng trở thành mục tiêu mà Ukraine không thể bỏ lỡ. Những chiến thuật không ngờ của Ukraine để đối phó với Nga trên chiến trường khi nguồn cung vũ khí và đạn dược từ phương Tây giảm dần, các lực lượng Ukraine phải tự phát triển những thiết bị quân sự và hệ thống vũ khí của riêng mình để giành ưu thế trước quân đội Nga trên chiến trường, trong đó có những loại vũ khí Kiev tự chế tạo rất đặc biệt. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các quốc gia phương Tây đã gửi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine ngày càng suy giảm, trong khi kho vũ khí và đạn dược của Kiev ngày càng cạn kiệt. Các lực lượng Ukraine đang phải tự phát triển những thiết bị quân sự và các hệ thống vũ khí của riêng mình để có thể giành ưu thế trước quân đội Nga trên chiến trường. Từ máy bay không người lái UAV được trang bị chất nổ cho đến xe bán tải dân sự có bệ phóng tên lửa phía sau. Ukraine đang tận dụng tối đa những gì họ có thể đẩy lùi lực lượng của Nga. Ukraine cũng tự chế tạo súng cối, súng đạn pháo 122mm, 152mm theo chuẩn Liên Xô. Các công ty Ukraine đang tìm cách đáp ứng nhu cầu đạn pháo 155mm chuẩn NATO, vốn dùng trong những khẩu pháo mà phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, dây chuyền đạn pháo sản xuất 155mm của Ukraine khó có thể bắt đầu hoạt động vào nửa đầu năm nay. Ukraine tự chế nhiều loại vũ khí. Các lực lượng Ukraine thường sử dụng các phương pháp thô sơ để đối phó với các binh sĩ, phương tiện máy bay và tàu chiến của Nga, chẳng hạn như kết hợp vũ khí do phương Tây sản xuất với vũ khí thời Liên Xô đã có trong kho vũ khí cũng như cùng các thiết bị khác. Ngoài ra, Ukraine đã lắp đặt hệ thống phóng tên lửa cải tiến theo xe tải bán dân sự với khả năng cơ động hiệu quả và độ sát thương của đạn nổ phóng bằng tên lửa. Quân đội Ukraine coi phương tiện này là chiếc xe ác mộng. Binh sĩ Ukraine cũng lắp đặt những loại vũ khí khác lên xe tải dân sự. Chẳng hạn một đơn vị quân đội Ukraine ở Kupiansk đã gắn những khẩu súng phòng không KS-19 từ thời Liên Xô lên xe tải bán dân sự để chiến đấu với Nga. Vào tháng 4 năm 2022, Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune để phá hủy tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moscow, xoáy hạm của hạm đội biển đen của Nga. Vào tháng 12 năm 2023, có thông tin Ukraine trong nhiều tháng đã thử nghiệm những cải tiến nhằm mở rộng tầm bắn của tên lửa Neptune lên 400 km. Kiev dường như đã bắt đầu sử dụng loại tên lửa này cho các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea nhằm phá hủy một số hệ thống phòng không F-400 của Nga. Moscow không phải là tàu duy nhất trong hạm đội biển đen của Nga hứng chịu đòn tấn công từ phía Ukraine. Giới chức Ukraine ước tính Nga đã hiện mất tới 1 phần 3 hạm đội biển đen. Lực lượng Ukraine đã sử dụng xuồng không người lái Sea Baby để nhằm mục tiêu vào các tàu của Nga. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2023, một đoạn video ghi lại cảnh một xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu đổ bộ Goniak của Nga. Ba tháng sau, thêm hai tàu chiến Nga bị xuồng không người lái của Ukraine làm hư hại. Đầu năm nay, một đơn vị quân đội đặc biệt của Ukraine đã đánh chìm một tàu chiến nhỏ của Nga có tên là Ivanovets bằng cách sử dụng 6 xuồng không người lái hải quân được điều khiển bằng vệ tinh. Các lực lượng, lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều phát nổ tạm thời được chế tạo từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV giá rẻ có khả năng mang chất nổ. Máy bay không người lái giá rẻ của Ukraine vẫn có thể chế tạo ra đòn tấn công bằng cách sử dụng đầu đạn và chất nổ dẻo. Sự thành công của phương tiện không người lái cả trên không và trên biển đã dẫn tới sự bùng nổ trong ngành công nghiệp máy bay không người lái ở Ukraine. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết, khoảng 200 công ty ở Ukraine đã tập trung vào sản xuất máy bay không người lái với số lượng giao hàng trong tháng 12 vừa qua tăng gấp 50 lần so với năm trước trong cuộc xung đột với nga chúng tôi dựa vào hai nguồn lực là tiền bạc và nhân lực nếu biết cách sử dụng hai nguồn lực cơ bản này chúng ta sẽ giành chiến thắng nếu không chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn ông fedorov cho hay giống như quân đội nga lực lượng ukraine cũng chế tạo chiếc giáp lồng để bảo vệ các xe bọc thép khỏi các cuộc tấn công của uav đối phương mặc dù vậy những chiếc uav fpv của nga vẫn vượt qua được lớp phòng thủ này theo một nghiên cứu vũ khí những chiếc giáp lồng chủ yếu nhằm mục đích phòng thủ chiếc uav lancet của nga vũ khí tự chế của ukraine không dừng lại trên mặt đất những vũ khí tự chế của Ukraine không chỉ giới hạn ở những vũ khí trên mặt đất. Quân đội Ukraine đã lắp đặt tên lửa AGM-88 HAM trên máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô. AGM-88 có thể phát hiện, tấn công và phá hủy anten radar hoặc trạm phát. Cựu Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, tướng Ben Hodge, đánh giá việc kết hợp tên lửa của phương Tây với máy bay thể hiện sự hiểu biết về kỹ thuật và chiến thuật của quân đội Ukraine. Bạn không thể lắp đặt tùy tiện tên lửa lên máy bay có rất nhiều thứ liên quan đến hệ thống điện tử hàng không và các khía cạnh khác của máy bay, và Ukraine đã làm được điều đó, ông Hawk cho hay. Trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng không, binh sĩ Ukraine cũng kết hợp tên lửa đất đối không của phương Tây và các bệ phóng từ thời Liên Xô, hay còn gọi là hệ thống phòng không lai kép. Hệ thống phòng không lai kép này xuất phát từ nhu cầu tăng cường khả năng phòng không của Ukraine để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng khỏi các cuộc không kích của Nga trong mùa đông. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa phòng không đối không aim 9 do Mỹ cung cấp để gắn bệ phóng từ thời Liên Xô Loại tên lửa này cũng có thể được sử dụng trong khả năng không đối đất. Chúng tôi đã tìm ra cách phóng tên lửa từ mặt đất. Đó là một hệ thống phòng không tự chế tạo. Một quan chức Ukraine nói với Financial Times như sau. Chiến thuật mồi nhử của Ukraine Theo Business Insider, dù có vũ khí có thật hữu ích như thế nào, Ukraine vẫn dùng mồi nhử để đánh lừa lực lượng Nga. Xe tăng giả đã được sử dụng kể từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất và Ukraine đã tiếp tục sử dụng chiến lược này trong cuộc xung đột với Nga. Trong khi đó, Nga cũng áp dụng chiến thuật tương tự, song không phải lúc nào chúng cũng có hiệu quả việc sử dụng mồi nhử trên chiến trường ở Ukraine trở nên khó khăn hơn do các công nghệ quân sự ngày càng phát triển như máy ảnh nhiệt giúp phát hiện vũ khí giả dễ hơn. Ukraine được cho là đã đặt các bệ phóng tên lửa HIMARS giả làm từ gỗ để ngăn chặn hỏa lực tấn công mục tiêu thật. Binh sĩ Ukraine cũng chế tạo các tấm phản xạ radar tạm thời bằng cách tái sử dụng các thùng dầu cũ. Họ thậm chí còn tạo ra một số hệ thống rất thực với các bộ phận chuyển động. Ông Zelensky nói Kiev là con tin cho chính trị Mỹ. Tổng thống Zelensky kỳ vọng Ukraine sẽ nhận được viện trợ quân sự quan trọng từ Mỹ, dù đã trở thành một dạng là con tin của chính trị nội bộ Mỹ. Ông nói sẵn sàng chấp nhận các khoản vay hoặc viện trợ để đảm bảo sự sống còn và chiến thắng của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky phản nàn rằng các vấn đề của Ukraine đã bị cuốn vào chính trị nội bộ của Mỹ và điều này gây nguy hiểm cho khả năng chống lại Nga của nước này. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 4, ông nói rằng ở giai đoạn này, Kiev sẽ đồng ý với bất kỳ hình thức hỗ trợ nào từ Washington, ngay cả dưới hình thức cho vay. Zelensky bày tỏ hy vọng rằng Quốc hội Mỹ cuối cùng sẽ thông qua gói viện trợ bổ sung cho Kiev trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ, vốn đang nằm trong tình trạng lấp lửng trong nhiều tháng. Mô tả sự hỗ trợ được chờ đợi từ lâu là rất quan trọng. Ông Zelensky cho biết, ông tin rằng chúng ta có thể nhận được một cuộc bỏ phiếu tích cực từ Quốc hội Mỹ. Thật không may, chúng ta đang tin vào thực tế rằng đây là quá trình bầu cử. Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine ngày nay đã trở thành một vấn đề chính trị nội bộ ở Hoa Kỳ. Ông phản nàn, đồng thời khiển trách các nhà lập pháp Mỹ về điều mà ông gọi là cách tiếp cận thiếu chính chắn đối với vấn đề này, xung đột và an ninh toàn cầu nói chung. Tổng thống Ukraine cũng ra hiệu rằng Kiev sẽ chấp nhận hỗ trợ từ Mỹ dưới hình thức cho vay. Bạn biết đấy, một thượng nghị sĩ gần đây đã đến đó và ông ấy hỏi, bạn có đồng ý cho vay tiền không? Hãy thẳng thắn mà nói, chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ lựa chọn nào. Ông nói và cho biết thêm rằng số phận của Ukraine đang ở thế cân bằng. Thượng nghị sĩ cấp cao của Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham đã tới Kiev vào tháng trước để thúc đẩy ý tưởng cho vay do ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump đưa ra lần đầu tiên. Vào thời điểm đó, Raham tuyên bố đã trực tiếp nói chuyện với Zelensky, nói với ông, không phải là không công bằng khi tôi yêu cầu ông và các đồng minh khác hãy trả tiền cho chúng tôi sau này, nếu ông có thể. Sau đó, Politico đưa tin rằng trong khi Kiev sẵn sàng xem xét đề xuất cho vay này, một số quan chức Ukraine lại thấy điều đó là có phần xúc phạm Tổng thống Mỹ Joe Biden trong nhiều tháng đã thúc giục quốc hội phê duyệt gói viện trợ của ông sẽ dành 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Nhiều đảng viên Cộng hòa đã phản đối biện pháp này vì họ yêu cầu nỗ lực nhiều hơn để tăng cường an ninh ở biên giới Mexico. Tuy nhiên, chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hồi đầu tháng này đã ra tín hiệu rằng gói này có thể sớm được đưa ra biểu quyết với một số đổi mới quan trọng, bao gồm đề xuất gia hạn khoản vay cho Ukraine cũng như tịch thu tài sản chủ quyền bị phong tỏa của Nga và chuyển chúng cho Kiev moscow đã mô tả việc tịch thu này là hành vi trộm cắp và cảnh báo sẽ trả đũa nếu số tiền bị tịch thu